Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại Ngọc Huyền đang có mặt tại trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc ở số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Đây là trụ sở chính của Mark Home này. Và ngoài trụ sở này thì chúng tôi còn có rất là nhiều các trụ sở và chi nhánh khác trải dài khắp mọi miền Tổ quốc. Và nếu như mà quý vị ở gần cái khu vực này thì có thể qua đây trực tiếp tham quan cái khu vực trụ sở của chúng tôi này, cũng như là tham quan tất cả những cái showroom. Tại vì ở đây chúng tôi sẽ trưng bày này rất nhiều các cái sản phẩm vật tư vật liệu do Mark của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm các công trình thực tế do Mark Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng xuất phát nhé. Xin mời. Quý vị thân mến, xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Đến với Tiên Du Bắc Ninh vào một ngày mưa. Ngày hôm nay thì thời tiết không có ủng hộ chúng tôi cho lắm, nhưng mà hiện tại thì Ngọc Huyền cũng sẵn sàng để có thể đội mưa để giới thiệu cho quý vị một mẫu công trình do Mark Home thiết kế cho chủ đầu tư, đó chính là gia đình của nhà anh Sơn nha quý vị. Và ngay phía sau tôi đây thì đó chính là cái công trình của chính của gia đình này rồi ạ. Tại vì là hiện tại thời tiết đang mưa rất là lớn, cho nên thì chúng tôi không thể bay được cái máy flycam ở phía bên trên để lấy toàn bộ cái khuôn viên khu đất cũng như là hiện trạng phía bên ngoài của công trình này. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và sẽ chiếu toàn bộ cái phần 3D ở phía bên ngoài cho quý vị xem nha. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng là đây thì chính là một công trình nhà mái Nhật 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cái phong cách thiết kế này thì cũng đã là một cái phong cách rất là quốc dân rồi trong cái thiết kế của Mark Home chúng tôi. Và trong thời gian qua thì chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi từ quý vị khách hàng để có thể là thiết kế nên một cái mẫu công trình như thế này. Đó. Một công trình quốc dân nha, rất nhiều người yêu thích đấy ạ. Và công trình này của chúng ta thì sẽ có cái chiều ngang mặt trước là 8,4m, còn chiều sâu thì sẽ là 13m. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái tổng diện tích cho cả hai sàn tầng 1 và tầng 2 rơi vào khoảng tầm là hơn 200m2 ạ. Và có thể thấy được rằng là cái màu sắc của ngôi nhà này được pha trộn vô cùng hài hòa. Ở đây phía bên trên thì theo như 3D nhá, thì cái phần mái ngói phía bên trên thì sẽ được sử dụng là màu xám ghi. Nhưng mà ở riêng cái căn nhà này, trong quá trình mà gia chủ xây dựng thì gia chủ lại thích những cái màu xanh ghi hơn, cái màu sắc nó sẽ nhã nhặn hơn một chút. Cho nên là ở cái phía phần mái bên trên thì sẽ là màu xanh ghi này, còn ở phía bên dưới thì sẽ là màu trắng và màu nâu kết hợp với nhau để tạo điểm nhấn cho công trình. Và ngoài ra thì đây, cái phần màu nâu nhé thì nó sẽ nằm ở cái khu vực là phần bên trên hệ thống cổ mái này, rồi là cái khu vực hệ thống cửa của chúng ta, cửa rất là lớn. Và ngoài ra thì sẽ nằm ở trên một số những cái đường kẻ chỉ âm tường nữa. Và công trình này của chúng ta thì sẽ có kết cấu chiều cao là 10,4m. Trong khi đó thì sẽ có riêng cái hệ thống bậc của tam cấp đi lên, bao gồm 3 bậc là 450mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 thì sẽ là 3,9m. Chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m. Và chiều cao phần mái phía bên trên thì sẽ là 2,5m ạ. Và trước khi mà chúng ta vào bên trong để khám phá thì đầu tiên có thể thấy được rằng là xung quanh căn nhà của chúng ta, gia chủ đã có thiết kế và để thêm rất là nhiều những cái chậu cảnh này để tạo cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Và có một điều đặc biệt là ở ngay phía trước công trình này thì gia chủ có làm thêm một cái khu vực tiểu cảnh nho nhỏ nữa. Ở đây thì sẽ là nước nha. Đấy. Nước rất là lớn. Khi mà có một cái bồn nước như thế này thì nó sẽ góp phần là tạo thêm một cái vẻ đẹp cho công trình này, cho căn nhà thêm tính thẩm mỹ hơn. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta có cái yếu tố nước ở trước căn nhà ấy, thì nó sẽ góp phần là mang yếu tố phong thủy rất là lớn ạ. Đấy. Như kiểu là tiền vào như nước vậy anh quý vị. Và ở đây thì trước mặt thì sẽ là một cái hệ thống ô cửa kính rất là lớn để hướng thẳng vào phía bên trong khu vực phòng khách của căn nhà. Và đến cái khu vực sảnh chính của chúng ta thì phần sảnh chính này được thiết kế với hệ thống bậc tam cấp đi lên, bao gồm 3 bậc. Chính cái điều này thì nó sẽ góp phần là tạo cho cái cốt nền của ngôi nhà được nâng cao lên và sẽ giúp cho cái phần là cân đối này giữa phần đế, phần thân và phần mái. Hai hệ thống cột trụ ở phía hai bên thì được thiết kế vô cùng lớn và vuông vức tạo được một cái sự vững chãi và khỏe khoắn cho toàn bộ căn nhà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong để khám phá xem căn nhà này có gì nha quý vị.
Quý vị thân mến, trước khi chúng ta vào bên trong để khám phá, đầu tiên chúng ta sẽ đi qua khu vực cửa chính của công trình. Cửa chính ở đây sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi kết hợp cùng với những pano kính có giữa khu vực cửa này cũng như phía bên này nữa. Thì những cái hệ thống kính này thì nó sẽ góp phần là tăng thêm cái vẻ đẹp cho hệ thống cửa của chúng ta. Và bên cạnh đó thì nó sẽ tạo được cái ánh sáng thông thoáng lưu thông vào phía bên trong. Và từ khu vực cửa chính bước vào bên trong nhà này thì không gian đầu tiên sẽ chính là khu vực phòng khách nha quý vị. Phòng khách ở đây thì sẽ chia làm hai phân khu. Ở ngay phía bên này thì sẽ là cái khu vực kệ tivi ạ. Ở đây thì chúng tôi đã có thiết kế cho gia chủ là một cái hệ thống vách tivi. Ở đằng sau này thì chúng tôi sẽ sử dụng bằng cái tấm nhựa PVC giả đá. Còn ở phía hai bên thì sẽ có hai cái những cái hộc tủ đấy ạ, để chúng ta có thể để đồ để coi trang trí này, cho không gian căn nhà của chúng ta thêm gọn gàng hơn. Và ở giữa này thì gia chủ có đặt thêm một cái chiếc tivi nữa để có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Và ở ngay phía bên này thì sẽ là cái không gian mà gia chủ của chúng tôi dùng để tiếp khách nha quý vị. Ở đây thì sẽ có một bộ bàn ghế cũng được làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ tự nhiên. Và tổng toàn bộ diện tích của khu vực phòng khách này từ phía bên kia sang phía bên này thì sẽ có cái diện tích là 32m² nha quý vị. Ngoài một bộ bàn ghế ra thì trong không gian của chúng ta thì vô cùng rộng rãi. Đầu tiên thì phải kể đến đây, chúng ta sẽ có một cái vách kính rất là lớn hướng ra phía ngoài. Chính cái tấm vách kính này thì sẽ góp phần là mang ánh sáng tự nhiên vào phía bên trong căn nhà của chúng ta, thay cho một cái bức tường lớn thôi, cứ một chật chội đúng không ạ. Và theo như ngày xưa chẳng hạn thì khi ông cha ta thiết kế hệ thống cửa thì chỉ có duy nhất một cái ô cửa sổ rất là nhỏ thôi. Nhưng mà với cái thời đại ngày nay thì chúng tôi muốn rằng là lấy được tối đa cái ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài vào và giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên hơn. Chính vì thế mà đã thiết kế ra chủ một cái ô cửa rất là lớn nữa. Và chính cái ô cửa này thì sẽ tạo thành một cái khu vực điểm nhấn cho chính căn nhà của chúng ta nhé. Và từ đây thì người ta có thể nhìn thấy được toàn bộ những cái phần bồn hoa, bồn cây phía trước này. Ngôi nhà chúng ta trở nên vô cùng đẹp mắt ạ. Và ngoài ra thì cũng có thêm hai khu vực cửa ở phía hai bên nữa. Những hệ thống cửa này kết hợp với nhau thì sẽ giúp cho cái luồng không khí nó được lưu thông hơn. Và khi mà tôi bước vào bên trong căn nhà này thì sẽ cảm thấy là nó vô cùng thoải mái và dễ chịu. Và có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt nữa thì quý vị có thể để ý là ở ngay bên trên phần trần của chúng ta, phần trần này sẽ được sử dụng toàn bộ bằng chất liệu đó chính là trần nhựa giả gỗ nha quý vị. Có những cái phần nhựa như thế này nhìn cái căn nhà của chúng ta bước vào bên trong cảm thấy nó rất là sang trọng và đặc biệt ạ. Bên cạnh đó thì thêm những cái đường phào chỉ nó rất là nhẹ nhàng được dát vàng nữa ở một số những cái chi tiết làm cho căn nhà của chúng ta nó sẽ mang một cái phong cách gì đó, nó hơi có một cái chút gì đó tân cổ điển nhẹ nha quý vị, để kết hợp cùng với lại cái phong cách hiện đại nữa thì hai cái phong cách này hòa trộn với nhau thì khi mà bước vào căn nhà của chúng ta cảm giác rất là dễ chịu. Và tiếp theo từ không gian này thì ở ngay phía bên trên trần thì cũng có thêm một cái đèn chùm nữa, nó khá là xinh để lan tỏa cho toàn bộ khu vực bên dưới. Và từ đây thì cũng có thêm một cửa. Cửa này thì sẽ đi ra cái khu vực sảnh phụ ở phía bên hông của công trình. Một căn nhà của chúng ta có nhiều lối tiếp cận thì sẽ giúp chúng ta có thể là dễ dàng di chuyển bên trong căn nhà một cách tốt hơn này. Và bên cạnh đó thì nếu như nhá mà gia đình chúng ta có khách đang ngồi phía bên kia chẳng hạn, mà chờ các bà các mẹ chúng ta đi chợ về trên tay mang rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh thì có thể là đi trực tiếp thông qua hệ thống sảnh phụ này và đi vào phía bên trong mà không cần phải đi thông qua khu vực ở phòng khách phía ngoài nữa. Và tiếp theo sẽ là khu vực phòng bếp và phòng ăn kết hợp với nhau. Ở đây thì cũng với diện tích là 32m², cũng vô cùng rộng rãi nha quý vị. Đầu tiên thì sẽ có một bộ bàn ghế ăn này. Ở đây chủ thể thành khoảng tầm 6 người. Và ngay phía sau tôi đây thì sẽ là cái khu vực kệ tủ bếp. Kệ tủ bếp ở đây được thiết kế này. Hệ tủ bếp trên, hệ tủ bếp dưới đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cái gỗ công nghiệp lõi xanh An Cường. Ở phía bên ngoài thì có phủ một cái lớp acrylic bóng gương nữa. Chính cái điều này thì nó sẽ làm cho căn bếp của chúng ta mang một cái vẻ đẹp hiện đại và sang trọng hơn. Mặt bàn bếp của chúng ta được ốp đá này. Còn phía bên trong này thì sẽ được ốp bằng chất liệu là gạch men đá nha quý vị. Nếu như mà chúng ta nấu ăn ở đây chẳng hạn mà dầu mỡ có vô tình bắn lên thì chúng ta có thể rất là dễ dàng trong quá trình mà vệ sinh và lau dọn.
Và ngoài ra thì cái hệ thống đây, trên cái khu vực bồn rửa của chúng ta thì sẽ có thêm một cái ô cửa sổ nữa. Cái cửa này hướng ra phía ngoài này. Khi mà chúng ta nấu ăn ấy, mở hệ thống cửa này ra thì nó sẽ nhanh chóng thoát được những cái mùi khó chịu. Và những cái mùi thức ăn thì nó sẽ không bị ám trong toàn bộ không gian bếp của chúng ta. Và từ đây thì cũng sẽ có một cái cửa hậu để đi ra phía sau của công trình nha quý vị. Và khi mà chúng ta mở cái hệ thống cửa hậu này ra thì cảm thấy được rằng là cái không gian nó rất là thoáng. Tại vì là ở ngay phía sau công trình của chúng ta thì sẽ là một cái hồ rất là lớn nha quý vị. Đấy, view mặt hồ phía ngoài. Và từ phía ngoài này mở ra, đấy, cái luồng gió mát từ phía bên ngoài nó sẽ tràn vào nữa. Căn nhà của chúng ta trở nên vô cùng mát mẻ. Và phía cuối căn nhà thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây thì với diện tích là 4,5 m². Trong không gian này thì cũng rất là đầy đủ nhá, từ khu vực lavabo này, bồn vệ sinh cho đến vòi tắm sen phía bên trong. Ở dưới sàn thì sẽ lắp bằng chất liệu là gạch chống trơn, còn toàn bộ xung quanh thì sẽ lắp bằng chất liệu là gạch men đá lên cao đến cực trần ở phía bên trên nữa. Chính cái điều này thì có thể là tránh được cái hiện trạng như là cái nước nó bắn lên trên ấy thì nó ra gây hiện tượng ẩm mốc. Đấy, như thế thì khi mà chúng ta ốp hết toàn bộ thế này ạ thì có thể rất là dễ dàng cho quá trình vệ sinh. Và chưa hết đâu nha quý vị. Ở dưới khu vực tầng 1 của chúng ta thì sẽ còn có một không gian nữa. Ở đây thì chính là khu vực phòng ngủ của gia chủ nha quý vị. Phòng ngủ này của chúng ta thì với diện tích là 13 m² ạ. Trong không gian này thì có rất là đầy đủ này. Phía bên này thì sẽ là cái khu vực để một chiếc giường ngủ khá là lớn nữa. Còn đây sẽ là một hệ thống tủ quần áo, 4 cánh nha quý vị, để chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ. Và trong phòng ngủ của chúng ta thì cũng sẽ còn có thêm một cái khu vực ô cửa nữa. Cửa này thì cũng hướng ra phía bên hông của ngôi nhà này. Cái chính cái điều này thì nó sẽ mang đến được cái ánh sáng tự nhiên, cũng điều hòa không khí gian phòng. Khi mà chúng ta ngủ trong không gian này thì sẽ không có cảm giác bí bách hay là khó chịu. Thêm một chi tiết nữa đó chính là toàn bộ của cái cửa thông phòng ở trong căn nhà này thì cũng đều được sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim nam phi. Chính cái điều này thì nó sẽ góp là phần là đồng nhất cho toàn bộ các không gian nhé. Và có thêm một cái chi tiết nữa mà Huyền muốn giới thiệu với quý vị ạ. Đó là khi mà quý vị nhìn ở dưới cái nền nhà của chúng ta nhá. Ở đây thì sẽ được sử dụng cái khổ gạch rất là lớn, khoảng tầm 1m2 x 1m2 ạ. Chính cái điều này thì sẽ làm cho cái không gian căn nhà của chúng ta trở nên rộng rãi hơn rất là nhiều. Bởi vì nó sẽ không bị chia cắt bởi nhiều cái mảnh gạch nha quý vị. Khi mà quý vị có thể lưu ý nhá, cho chính căn nhà của mình nhá, khổ gạch càng lớn thì không gian càng rộng. Tuy nhiên thì cái khổ gạch lớn như thế này thì nó cũng sẽ một phần nào đó thì cái giá thành của nó sẽ cao hơn, nhỉnh hơn một chút so với lại cái sử dụng cái mạch gạch nhỏ khoảng tầm 60-60 hay là 80-80. Và đây thì sẽ chính là cầu thang để kết nối từ tầng 1 lên tầng 2. Có một điều rất đặc biệt là quý vị có thể nhìn thấy này, cầu thang của chúng ta rất là rộng. Và tôi nghĩ được rằng là 3 người lớn nhá cũng có thể là đi trên thang một cách rất là thoải mái. Và khu vực cầu thang của chúng ta thì sẽ có này, thiết kế mặt bậc của chúng ta thì sẽ được ốp gỗ, còn cổ bậc thì sẽ được ốp đá trắng. Và với cái hai cái màu sắc tách biệt với nhau thế này thì giúp chúng ta là dễ dàng tránh được cái hiện trạng như là bước hụt hay là vấp ngã này, dễ dàng phân biệt được các bậc với nhau. Và toàn bộ cái khu vực đây, lan can cầu thang thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim nam phi. Và thậm chí là ở ngay phía khu bên này nữa, bên này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái vách lam gỗ. Để vách lam gỗ này thì nó sẽ có tác dụng là ngăn cách giữa khu vực phòng khách phía ngoài và khu vực cầu thang phía bên trong. Và bên cạnh đó thì cái vách lam gỗ này còn có một cái công dụng nữa, đó chính là nó cũng giống như là cái phần lan can phía bên này vậy, để có thể là đảm bảo bảo vệ chúng ta an toàn cho các thành viên khi đi trên thang. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bước lên tầng 2 để khám phá nhé. Quý vị thân mến, và bước lên không gian tầng 2 sẽ chủ yếu là khu vực nghỉ ngơi của gia đình cũng như là khu vực tâm linh để thờ cúng. Và từ cái khu vực phía bên này đi, chúng ta sẽ... Đầu tiên thì ở đây sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì với diện tích là 13 m² sẽ đồng trục đồng nhất với lại phòng ngủ phía bên dưới, nên tôi không chia sẻ lại đâu cho quý vị. Còn bước xuống phía sau của công trình này thì chúng ta sẽ chia làm hai phân khu nhé.
Một khu vực bên này thì sẽ là cái sân phơi với diện tích là 6,5m² cho khu vực tầng 2. Còn phía bên này thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh có thiết kế là đẩy lavabo ra phía bên ngoài. Phía bên trong của chúng ta thì sẽ là khu vực vòi tắm sen và bồn vệ sinh nha quý vị. Cũng được thiết kế tương đồng là 4,5m², đồng trục đồng nhất với lại khu vực nhà vệ sinh ở phía bên dưới, giúp là hộp kỹ thuật đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa ở bên trên khu vực tầng 2 của chúng ta. Phòng ngủ này thì vô cùng rộng rãi nha quý vị. Đầu tiên đi thì chúng ta phải kể đến là những cái đồ nội thất trong căn phòng ngủ này đều được gia chủ của chúng ta đặt nhá. Cho chính vì thế mà tất cả đồ nội thất thì sẽ được đồng nhất với nhau. Đầu tiên là một chiếc giường cũng khá là lớn này. Đấy. Và cái thành giường của chúng ta này thì nó sẽ kết nối liên thông cùng cái khu vực, đó chính là cái tắp đầu giường. Còn ở ngay phía bên này thì sẽ là cái tủ quần áo rất là lớn nha, với 4 cánh nha quý vị. Cũng được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ công nghiệp. Phía bên ngoài thì phủ thêm một cái lớp melamin nữa. Còn đây thì sẽ là cái hộp để trang trí, để những đồ decor nữa. Và trong căn phòng ngủ này, ngoài một khu vực là cửa sổ hướng ra phía sau của công trình thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái cửa nữa. Cửa này thì sẽ đi thông ra cái khu vực ban công ở phía bên hông nhà. Và hai cái cửa đấy liên thông với nhau thì khi tôi bước vào bên trong căn phòng này thì cảm thấy rất là thông thoáng này. Đặc biệt căn phòng luôn thoáng và sáng nha. Cũng như là bước lên trên khu vực tầng 2 thì tôi thấy được rằng là ở bên trên này thì gia chủ của chúng ta đã sử dụng một cái loại khổ gạch nó nhỏ hơn một chút, là khoảng tầm 80-80. Nhưng mà cái điều này thì nó cũng sẽ góp phần là cho cái căn nhà của chúng ta thì nó vẫn được đảm bảo được yếu tố rộng rãi nha quý vị. Và đặc biệt là bên trên khu vực tầng 2 này, cái gạch thì sẽ là gạch vân mây nữa, thì cảm giác nó vô cùng đẹp. Kết hợp cùng với bên trên trần thì riêng khu vực trần ở trên phòng ngủ của chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng trần thạch cao này. Có những cái khu vực đèn led, đèn downlight trải dài nữa, góp cho ánh sáng chảy đều khắp căn phòng. Còn lên khu vực tầng 2 của chúng ta thì cái hệ thống cửa thông phòng này thì đã thay thế bằng chất liệu là cửa khung nhôm kết hợp cùng với lại kính cường lực rồi. Và riêng kính cường lực ở đây thì sẽ là kính mờ để đảm bảo yếu tố riêng tư cho mọi thành viên ở trong căn phòng này. Ở vị trí phía bên này chúng ta sẽ còn có thêm một phòng ngủ nữa, nhưng mà hiện tại đang có người bên trong, chúng tôi không tiện chia sẻ với quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến không gian tiếp theo. Quý vị thân mến, và đây chính là khu vực phòng thờ, khu vực tâm linh của cả ngôi nhà. Và ở trong căn nhà này thì gia chủ của chúng tôi đã lựa chọn để khu vực phòng thờ ở bên trên tầng 2 để đảm bảo được yếu tố là trang trọng. Và khu vực ban thờ của chúng ta thì đã được gia chủ của chúng tôi làm việc cùng với các kiến trúc sư của Mark Home rất là kỹ lưỡng, làm sao để đảm bảo về yếu tố về mặt phong thủy, hướng ban thờ hợp với hướng tuổi của gia chủ, giúp đón được nhiều tài lộc cũng như là vượng khí. Và bên trong khu vực thờ cúng của chúng ta thì có thể thấy được rằng là gia chủ đã rất là chăm chút cho khu vực thờ cúng. Và ban thờ của chúng ta thì có thể thấy được rằng là từ khu vực ban thờ này cho đến bên trên là cuốn thư và câu đối phía hai bên thì tất cả đều được sử dụng bằng chất liệu là gỗ tự nhiên để đồng nhất và tạo cho không gian thờ cúng của chúng ta mang cái nét đẹp, vẻ đẹp của truyền thống Việt Nam. Và trong khu vực thờ này thì cũng có một hệ thống cửa sổ hướng ra phía ngoài, cũng như là một cái khu vực cửa nữa. Cửa này thì sẽ đi thông ra cái ban công ở phía ngoài nữa nha. Và những cái hệ thống cửa này thì nó sẽ giúp là mang lại toàn bộ những cái ánh sáng tự nhiên vào phía bên trong không gian thờ cúng của chúng ta, tránh âm u dẫn tích tụ âm khí lên thờ tự. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Sơn có địa chỉ tại Tiên Du, Bắc Ninh. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu công trình này? Có thể để lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công trọn gói, vui lòng liên hệ tới các số hotline của Mark Home chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.